Xin chào anh chị các bạn, Happy New Year anh chị và các bạn luôn. Đó thì đầu năm mới thì mình không biết nói gì hơn, mình gửi anh chị các bạn một lời chúc tốt đẹp đến anh chị và các đến anh chị và các bạn, nhiều sức khỏe, phát tài phát lộc, công việc, làm ăn, học hành, tình cảm, gia đình gì đó đều đạt nhiều thành công và thuận lợi. Thì để tiếp tiếp theo cái video hướng dẫn làm website trường học bằng một red với thêm red tờ vải á, thì video theo hôm nay mình sẽ hướng dẫn chị các bạn làm tiếp cái phần trang chủ nè. Trang chủ video trước mình sẽ làm các hệ đào tạo rồi đó, là tiếp theo sẽ làm theo cái mẫu dưới này. Thì cái mẫu dưới này mình làm tới cái phần là các hệ đào tạo rồi đúng không, xuống đây là tới phần tin tức sự kiện nè, sẽ làm tiếp phần tin tức sự kiện đây. Ha, tin tức sự kiện đó, tin tức sự kiện đây đấy đó, tin tức sự kiện rồi bây giờ mình sẽ làm. Rồi thì đây mình sẽ đăng nhập vào quản trị nha. Rồi đăng nhập vào quản trị, đăng nhập quản trị xong rồi mình sẽ edit với Visual Composer. Đây ở đây thì nó sẽ có là ở đây sẽ chia ra là một một hàng đây, một hàng đây, rồi một con headline và một cái quay ghép gì đó. Rồi mình tắt sơ vậy thôi, bây giờ tiến hành làm luôn hả. Đầu tiên mình sẽ nhấp đôi vào cộng đây, mình sẽ tạo cho mình một cái round trước đó, mình có một cái round rồi, rồi cái khung rồi đó. Và trong cái khung này mình sẽ thêm cho mình một, đầu tiên là một cái headline ha, một cái headline cái tiêu đề ha, headline, headline thì mình custom heading đi, đây đây, này cũng được, hay có heading này, hai cái này cũng được. Mình bây giờ mình xài cái heading này, chọn heading này đi, rồi heading này sẽ đặt tên nó là một cái gì đây, đây mình đặt tên là tin tức sự kiện ha, tin tức sự kiện, đấy, rồi xem lại, có tin tức sự kiện. Topography thì đây mình sẽ chọn anh đậm luôn ha, đó phong sai màu gì đó mình chọn theo đây, đây mẫu này này màu đen bình thường thôi đúng không, phong 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 Bali thì mình đi pha chọn đi pha luôn ha, đó xem lại đó, còn đây 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 nè biệt cái nó anh đậm đúng không, sửa lại không cho anh đậm thì mình chỉnh lại thôi đó. Để mình bỏ đây đó, như vậy thôi rồi thì sai đó, nói chung mọi đơn giản thôi không có gì hết. Rồi xem lại đó, xem lại đó, rồi rồi tin tức sự kiện thôi. Rồi trong cái tin tức sự kiện này dưới đây á thì mình sẽ thêm cái gì đây, thêm tiếp mình sẽ thêm là thêm cái tin tức này, cái này điểm này thì mình sẽ thêm là cái nó sẽ cái gì đây, đây là cái lock, mình gọi chữ lock này mình tiện lock mà chọn lock mastery guide đó, mình chọn đó, chọn đây mình sẽ chọn là danh mục, mục này mình chọn mục đây, hoạt động sinh viên sự kiện nhà trường đúng không, hoạt động sinh viên nè, sự kiện nè, nhà trường nè, đó rồi đây rồi xem lại coi. Đó rồi đây mình sẽ update lại thử coi view thử coi sao, để đây được mà mình chỉnh sửa lại lên view là thử mình coi coi nó ra như thế nào, được mình chỉnh sửa tiếp. Đây tin tức sự kiện nè, nó ra đúng không, nó ra nhưng mà chưa được cái, chưa có được cái này, cái này nó bị thiếu hình nè, hai bài đứt ra nhưng mà thiếu hình, sửa bài này luôn cho nó sẵn tiện, mình sửa luôn đi, mình sửa luôn đi, mình sửa bài viết, thấy mình lỗi mình sửa luôn nha, dù mình thấy thiếu hình thì ra đó sẽ bị giống như là mất cái mà nó bị lõm cái chỗ đó, thì cái
cái thằng dưới nó sẽ trồi lên thôi. Đây mình sẽ chọn ảnh tiêu yếu này, chọn đại của tấm hình ở đó thôi, thôi nó có thôi. Đây, tại đây, đây mình sẽ ở đây mình làm mình chọn đại đi, chứ bây giờ nếu mà chọn đúng nội dung thì kiếm mình không có. Đó, mình chọn đại đi đó. Mình cho nó rồi kiểu lên thử coi, chọn cho nó có hình để mình thiết kế thôi. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ chỉnh lại cho nó giống ấy. Bây giờ chỉnh lại cái này, chỉnh lại qua giao diện nè, đây là giao diện chỉnh lại rồi. Xuống đây có gì không em, filter nè, show category luôn, show ngày tháng luôn, show hết luôn, show agency. Còn là cho nó loại lưới đi ha. Đó rồi, rồi này là show, cái này là show cái mô tả ngắn hay không. Bên đây có không, có mô tả ngắn, có luôn mô tả ngắn không nè, có mô tả ngắn thì show mô tả ngắn, show this more, show đồ ngày tháng luôn. Đó, show có bot meta, show cái array luôn, show rồi bị quên siêu thiết là thiết bị di động. Rồi xe lại đây xong rồi, update này lại để xong qua đây để mình xem lại coi có đúng như hình ảnh không. Đó đúng không, đây đó không sinh viên đó, đọc thêm sự kiện đó đúng không. Đó. Đó tạm như vậy đó, chưa nên chưa được phân loại là do nó do mình đăng bài chưa có vô thôi. Đó vô cái bài này mình phải đăng bỏ còn chưa được phân loại đi nữa. Nó vô nói chung là do cách mình đăng bài rồi. Đây sao đây nó có cái ô viền đúng không, ô viền đây đúng không, nó có ô viền cái gì đó thì mình thì chưa có, mình thiếu. Ở đây coi có sửa thêm nữa không em, ô viền thì đây nó có cái background rồi, no background ở đây mình đã cao vui thì mấy là background, no background còn lại gọi lại cái này coi nó có gì không em. Trong mình cứ chỉnh tới chỉnh lui rồi nó cũng ra ra ở đây, quay lại đây coi. Đầu sinh viên, sự kiện, nhà trường rồi. Nói chung là ok đó, tạm đi đi. Đó. Đó. Đó em. Nói chung là cũng ok, cũng tạm tạm. Mình sẽ chỉnh sửa lại một chút xíu cho nó hoàn hảo hơn. Đó, bây giờ mình chỉnh lại, đầu tiên là chỉnh lại cái tin tức sự kiện này nha. Để cho nó cách cái top có một cái top nó hở một chút xíu. Rồi dưới đây nó có một, dưới đây thì nó cũng giống như cái website mẫu của mình luôn. Rồi tao sẽ quay lại cái trang chỉnh sửa của mình ha. Đầu tiên chỉnh lại cái heading trước, tên này trước, rồi mình qua các phông chữ mình cho nó 40 pixel. Rồi này đáng lẽ có cái phông nhưng mà đây cái thư viện phông nó bị nó không lót được, mà mình để đi để sửa lỗi nó sao rồi mình cho nó top khoảng 25 pixel nha. Đó có tuần nó nhập khoảng 10 thôi. Đó, xe lại qua đây nó mày coi có hở được không. Rồi ok đó, thăm được đó. Rồi tiếp theo xuống đây cái này
cái tin tức anh Tuấn thì tất cả mọi thứ mình đã ok cho rồi. Express thì mình cho click vô Express, mình cho quay in đi em. Rồi xuống đây, xuống đây cái email background size thì mình cho nó là email wedding. Rồi boss mesa show ratio ngày tháng luôn, mình siêu rồi luôn lại con này như vậy. Đó, ngon. Đấy. Rồi. Ok. Đó, tin tức sự kiện xong luôn, ok. Tin tức sự kiện đây mà rồi, tạm thôi. Ồ. Chưa, chưa đâu. Ok, đây nó mới chạy. Sorry, hiện nay giờ mình làm. Đến đây đó. Làm chưa có, nó chưa có đẩy qua, mình chưa update cái bài của mình đó. Đó rồi nó chạy, giờ nó mới chạy nè. Rồi ok rồi ha. Rồi xong, bây giờ xong phần tin tức của sự kiện rồi, tạm thời kết thúc cái video tại đây. Hẹn lại anh chị video tiếp theo, và video tiếp theo mình sẽ làm tiếp cái phần dưới này ở đây. Tuyển sinh việc làm. Rồi xin chào, hẹn lại anh chị video tiếp theo.